Cậu Long. Cô ạ. Sao cậu lại ở đây? Ôi, thế là người thân quen cả à? Thì chú không biết đâu, chứ cậu Long là người thân quen từ lâu lắm rồi của gia đình chúng tôi. Suýt nữa thì là con rể của tôi đấy, cậu Long nhỉ? Chị yên tâm, con em giờ không làm sao cả. Cậu Long cũng có đôi lời rồi, vợ chồng em sẽ bỏ qua chuyện này. Thế thì phúc đức quá. Cảm ơn cô chú nhá. Tôi có tí quà cho cháu. Thôi chị ạ. Thôi, em xin phép về luôn ạ. Chào Long nhá. Chắc là em đang thắc mắc tại sao anh biết chuyện đúng không? Khi mà quan tâm đến một người ấy, thì chuyện gì mà chẳng biết. Anh đùa thôi. Thật ra thì anh với anh Vương là đối tác làm ăn với nhau. Hôm nay anh em gặp nhau trao đổi công việc. Anh Vương kể chuyện này anh biết thôi. Cảm ơn anh. May quá. Ôi trời ơi, đúng là có duyên thì muốn tránh cũng không được. Ôi hôm nay may quá có cậu. Cảm ơn cậu Long nhiều nhá. Có gì đâu cô. Nếu không cũng to chuyện đấy. Hai đứa cảm ơn anh Long đi. Em cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu em. Thế cậu Long đi gì đến đây? Hôm nay bọn cháu nhậu nên không đi xe cô ạ. Không đi xe à? Vâng. Thế thì tiện đường về cùng gia đình chúng tôi luôn. Tôi đèo em Diệp, còn Nam nó sẽ đèo cậu Long. Nam. Đi. Diệp ơi. Nào. Để tôi đèo con Diệp, còn Nam đèo cậu Long con nhé. Mẹ. Cậu Long. Cậu đội vào. Nhưng mà không sao. Tôi với em Diệp đi bộ một tí cho nó eo. Vâng. Đi đi Diệp. Em chào anh ạ. Đưa anh về tận nhà con nhé. Cô về đi ạ. Cho anh về nhờ nhá. Anh có mũi rồi. Ôi, phòng nhanh thế. Đi chậm thôi. Anh bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Nào. Ôi này này, em nhớ Hồ kia không? Cái lần mà anh cứ tưởng em tự tử, xong lao xuống cứu em ấy. Ai ngờ vớt được khúc giò ngon ấy. Mà có khi ấy, từ hồi đấy phải lòng em rồi. Chứ nói thật nhá, chưa bao giờ với phụ nữ mà anh ga lăng thế luôn. Anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, em không nhớ gì đâu. Thì vì em không nhớ nên nhắc lại thôi. Anh thích nhắc lại chuyện cũ gì? Em cho anh mượn xe để đi ôn lại đấy. Em đi về. Nam. Nam. Anh nhắc lại một tí mà. Em bảo này, anh nhớ từng đấy chuyện mà không bị điên à? Sao cơ? Thì đấy, quen từng đấy cô, mỗi cô từng đấy chuyện, không điên mới là lạ. Anh thích đấy không? Em đang ghen nữa. Em không cột nhà đâu. Anh tự đi về đi. Mũ. Em không đùa. Thật à? Con trai mẹ đã về rồi đây. Mẹ vẫn chưa ngủ à? Làm sao mà mẹ ngủ được?
khi con trai của mẹ chưa về. Từ giờ con về muộn, mẹ đừng chờ con nữa. Từ hôm cái năm xuất hiện ở nhà này, mẹ thấy thái độ của con rất khác. Con vừa đi chơi với nó đấy à? Vâng. Chuyện của con với cái Nga chưa đủ loạn hay sao? Con muốn va vào nó? Mẹ, chuyện con và Nga chấm dứt rồi. Từ giờ mẹ đừng nhắc lại nữa. Kết thúc để tiến về phía trước, chứ không phải giật lùi để quay lại quá khứ. Con trai mẹ đã hơn 30 tuổi rồi. Từ giờ con sẽ tự quyết định chuyện tình cảm cá nhân của mình. Và con cũng yêu cầu mẹ, đừng liên lạc với Nam, cũng đừng làm gì ảnh hưởng đến cô ấy nữa. Mẹ đi nghỉ đi.